Thưa quý vị, ngày 29 tháng 9 là ngày giỗ của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu. Nguyễn Thúy Phượng xin được gửi đến quý vị một bài viết rất chân thành và mộc mạc của ông David Trần đã được đăng trên Facebook page Tưởng nhớ Việt Nam Cộng Hòa. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là một vị nguyên thủ quốc gia oai phong, đỉnh đạt, thông minh, văn võ song toàn, thông thạo Anh và Pháp ngữ. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu chứng tỏ bản lĩnh của một vị nguyên thủ quốc gia Việt Nam Cộng Hòa khi tiếp xúc với các nhà ngoại giao và các vị nguyên thủ của thế giới. Tổng thống và phu nhân đã mang lại cơm no áo ấm cho người dân, đồng thời bảo vệ miền Nam thân yêu thoát khỏi sự xâm lăng của Cộng sản miền Bắc. Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu là một vị tổng thống tài ba lỗi lạc mà chúng ta ai cũng phải kính nể và cúi đầu khâm phục, nhất là tấm lòng yêu nước và hết lòng vì nước vì dân của Tổng thống và đệ nhất phu nhân. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu. Đồng thời, xin cầu chúc cho đệ nhất phu nhân Nguyễn Thị Mai Anh có nhiều sức khỏe và trường thọ. Người dân dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa được hưởng một nền an sinh xã hội đầy đủ. Chính phủ chăm lo đời sống cho dân chúng một cách chu đáo, từ tinh thần cho đến vật chất. Tất cả mọi công dân được chữa trị miễn phí khi đi khám bệnh ở nhà thương. Học sinh được cấp sách đến trường mà không phải đóng học phí. Người dân có quyền tự do đi lại hội họp, phát biểu cũng như được hưởng mọi sự tự do dân chủ và nhân quyền như các nước tự do khác trên thế giới. Con người Việt Nam Cộng Hòa, lương thiện, biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau, không gian dối xảo trá. Xã hội thì công bằng, không có bất công hay áp bức và có tôn ti trật tự mặc dầu đang ở trong thời kỳ chiến tranh. Người nhỏ tuổi biết kính trọng người lớn tuổi, học trò biết kính trọng thầy hay cô giáo. Chính quyền biết lo cho dân và tôn trọng nhân quyền. Không biết đến bao giờ dân chúng miền Nam mới lại có cuộc sống của mình như xưa. Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia có nền kinh tế phồn thịnh. Thủ đô Sài Gòn là hòn ngọc Viễn Đông của châu Á. Cuộc sống của người dân được ấm no hạnh phúc. Mọi người đều có cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp nhất cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì mất tất cả chỉ vì miền Bắc đã thôn tính quốc gia Việt Nam Cộng Hòa bằng vũ lực với sự trợ giúp hùng hậu của các nước Cộng sản. Khi ngoài tiền tuyến còn chưa tan mùi thuốc súng, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu đã không ngại nguy hiểm đến tình trạng của mình khi bay ra trận mạc tức thời để thăm, hỏi và ủy lạo, cũng như gắn huy chương, thăng cấp ngay tại mặt trận để khích lệ tinh thần chiến đấu của binh sĩ các cấp. Tổng thống xứng đáng là một vị lãnh đạo tài đức, vì lúc nào ông cũng quên bản thân mình để chăm lo cho các thuộc cấp của mình. Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu là một vị tổng tư lệnh anh minh, sáng suốt và tài ba của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi luôn luôn nhớ đến và ghi ơn các anh chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hết lòng bảo vệ miền Nam Việt Nam trong suốt 20 năm. Chúng tôi cũng cảm ơn chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã mang lại cho dân chúng tôi một cuộc sống tốt đẹp từ đời sống tinh thần cho đến vật chất, cũng như chăm sóc đến sức khỏe của mọi người cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chúng tôi, những người dân của nước Việt Nam Cộng Hòa, luôn luôn nhớ đến nhị vị ân nhân là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và phu nhân Nguyễn Thị Mai Anh suốt cuộc đời của chúng tôi.
Thưa quý vị, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu sinh ngày 24 tháng 12 năm 1924, nguyên quán làng Tri Thủy, tỉnh Phan Rang, trung phần Việt Nam, đã mãn phần ngày 29 tháng 9 năm 2001 tại thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Trong điếu văn của Hội Cao Niên vùng Cựu Kim Sơn, nhân ngày Bách Nhật của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu có những câu như sau: Ngài về trời thọ 78 năm dư, nghĩ đời người chóng vánh có ra chi. Công hay tội mặc tình ai suy nghĩ, công hay tội sử sanh còn luận xét. Mất mát này dân tộc chịu tan chung. Nhớ lời xưa đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Nhưng nay thì phủ đầu rồng phụ thể lên mây, cố Tổng thống vãng sanh miền vĩnh cửu. Ngài mất đi quốc dân vẫn luôn nhớ, công của Ngài với Tổ quốc Việt Nam. Nay nhân tuần Bách Nhật, chén rượu nhạt, hương thơm tỏa ngát, xin thành kính cúi đầu khẩn nguyện. Cõi âm siêu chốn dương trần thới thới, chốn vĩnh hằng hồn Ngài luôn phù hộ toàn dân. Nguyễn Thúy Phượng xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính mời quý vị đăng ký để xem các video tiếp theo của Nguyễn Thúy Phượng. Đồng thời, cũng xin kính mời quý vị vào xem các video Nguyễn Thúy Phượng đã thực hiện và giữ lại ở trong kênh. Xin kính chào.